Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2020 và tuyên dương các tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động nhân đạo của thành phố. Năm 2020, đại dịch COVID-19, thiên tai bão lũ xảy ra tại các tỉnh miền Trung đã gây ra nhiều khó khăn và thiệt hại cho người dân. Với tinh thần và trách nhiệm của mình, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã được duy trì, có nhiều đổi mới và triển khai hiệu quả như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, tháng nhân đạo năm 2020 với mô hình chợ nhân đạo, phong trào hiến máu tình nguyện. Tại hội nghị, phong trào thi đua năm 2021 và phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Tân Sửu 2021 đã chính thức được phát động. Ban tổ chức cũng tiếp nhận đăng ký ủng hộ phong trào Tết, Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2021 với tổng trị giá đạt trên 48,4 tỷ đồng, đồng thời tuyên dương và trao tặng cờ thi đua bằng khen cho những tập thể cá nhân tiêu biểu.